Đoàn Khuê năm 1923 đến năm 1999, bí danh Võ Tiến Trình, là một tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam, cấp bậc đại tướng. Ông nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 1991 đến năm 1997, Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, năm 1987 đến năm 1991. Đoàn Khuê sinh ngày 29 tháng 10 năm 1923, mất ngày 16 tháng 1 năm 1999. Quê quán, thôn Gia Đẳng, xã Triệu Tân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, nay là xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trú quán, số nhà 30 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1945, trước cách mạng tháng 8 tham gia thành lập tỉnh ủy lâm thời tỉnh Quảng Bình, tháng 6 năm 1945, làm ủy viên quân sự của tỉnh ủy. Ông nhập ngũ tháng 9 năm 1945 và trong kháng chiến chống Pháp đã giữ các chức vụ chính trị viên trường lục quân ở Quảng Ngãi, chính ủy trung đoàn, phó chính ủy sư đoàn. Ông từng là chính ủy sư đoàn 351 pháo binh, phó chính ủy quân khu 4, tư lệnh quân khu 5, rồi tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Ông được phong hàm thiếu tướng năm 1974, trung tướng năm 1980, thượng tướng năm 1984, đại tướng năm 1990. Thời kỳ năm 1987 đến năm 1991, ông là Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa 4 đến khóa 7, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 7, 8, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam từ 1991 đến 1997, đại biểu Quốc hội các khóa 7, 8, 9. Ông đã được Nhà nước Việt Nam tặng thưởng Huân chương Sao vàng truy tặng năm 2007, Huân chương Hồ Chí Minh, hai Huân chương Quân công hạng nhất, hai Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Chiến thắng hạng nhất, Huân chương Kháng chiến hạng nhất và nhiều huân, huy chương khác.